Dù đã huy động tối đa lực lượng khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, nhưng một số trường học vẫn chưa đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường. Trong ngày hôm nay, thì các nhà trường sẽ hoàn tất các phần việc cuối cùng để ngày 10 tháng 9 học sinh đi học trở lại. Bão số 3 khiến khoảng 500 m2 mái tôn tại điểm trường A của trường tiểu học Phùng Hưng, huyện Khoái Châu bị tốc mái. Sân trường ngập nước, nhiều phòng học bị tràn nước, thấm nước, ảnh hưởng đến thiết bị đồ dùng học tập. Ngay sau khi bão tan, nhà trường đã huy động 100% giáo viên phối hợp với phụ huynh và địa phương để khắc phục thiệt hại sau bão. Qua kiểm tra xác định vẫn chưa đủ điều kiện để đón học sinh trở lại học tập vào ngày 9 tháng 9, nhà trường đã xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu cho học sinh tạm nghỉ học để tiếp tục hoàn thiện công tác khắc phục thiệt hại. Hai bên sân là vẫn còn ứ nước, mà cái hệ thống thoát nước thì nó cũng hơi chậm một chút. Trong cái quá trình tháo dỡ tấm tôn còn có một số những cái đinh ốc vít rơi ở sân trường, sợ các em đi qua lại dẫm vào chân thì cũng gây ra cái mất an toàn cho học sinh. Buổi sáng mùng 9 tháng 9 chúng tôi sẽ huy động toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường tổng vệ sinh trường lớp thật sạch sẽ và rà soát tất cả các yếu tố đảm bảo an toàn và sẽ đón học sinh tới trường vào chiều ngày hôm nay ạ. Trường mầm non Thuần Hương, huyện Khoái Châu cũng bị tốc mái phòng học. Dù đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, thu dọn mái tôn vương vãi, nhưng ngày 9 tháng 9, nhà trường vẫn chưa thể đón trẻ trở lại trường. Nguyên nhân chính là do vấn đề mất nước, mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc thù của cấp học mầm non là ăn bán trú tại trường thì rất cần đến điện và nước. Thế mà hiện nay là nhà trường mất điện và nước cho nên là không đảm bảo cho việc là ăn bán trú tại trường của trẻ. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng An, huyện Kim Động, cả hai điểm trường đều bị tốc mái, hư hỏng cửa sổ, nước tràn, thấm vào phòng học. Đến nay điểm trường trung học cơ sở đã khắc phục xong thiệt hại do bão. Khoảng 400 học sinh đã trở lại học tập bình thường. Những lớp bị ngấm nước được bố trí học tạm tại các phòng bộ môn. Đối với điểm trường tiểu học, thiệt hại nặng nề hơn nên ngày 9 tháng 9, học sinh vẫn chưa thể tới trường. Nhà trường cũng đã thuê thợ xử lý, mái tôn nó còn vương vãi, cố gắng để khắc phục. Ngày 10 tháng 9 thì các cháu sẽ quay trở lại trường. Phương châm nhà trường thì khi học sinh đến trường là phải an toàn. Bão số 3 đã khiến hàng chục trường học bị tốc mái, cửa kính vỡ hỏng. Nhiều cây xanh bị đổ gãy, các nhà trường đã khẩn trương khắc phục thiệt hại. Ngày 9 tháng 9, vẫn còn hai trường ngoài công lập là Trung học phổ thông Hồng Bàng, huyện Yên Mỹ, tiểu học, trung học cơ sở và Trung học phổ thông Greenfield, huyện Văn Giang chưa thể đón học sinh trở lại trường. Đối với các trường công lập, hiện còn một điểm trường tại huyện Kim Động, hai điểm trường tại huyện Khoái Châu cho học sinh nghỉ học trong sáng mùng 9 tháng 9. Đến nay, các trường đã hoàn tất công tác khắc phục, sẵn sàng đón học sinh vào ngày 10 tháng 9.